Lan. Sao chị không vô trong gặp anh Tùng? Hay là để tôi vô kêu ảnh nghe. Dạ không cần đâu, tôi cũng không có chuyện gì gặp ảnh hết, tôi đi liền bây giờ đây, xin phép chị. Nè chị Lan, sao sao chị lại tránh mặt anh Tùng? Thấy ảnh khỏe mạnh như vậy là tôi vui rồi, tôi không cần phải gặp ảnh chi hết. Sẵn gặp chị ở đây, tôi muốn nói với chị vài câu. Tôi đã quyết định chia tay anh Tùng rồi, tôi hứa là sẽ không gặp ảnh nữa, cho nên chị đừng có làm khó anh nữa nghe. Anh Tùng là người tốt, ảnh mang danh trộm cắp một lần là đáng thương lắm rồi, tôi xin chị đó. Sao chị lại nói như vậy? Vì cái vụ mà mất chiếc lắc đó, không phải là... Trời đất, chị nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Chỉ vì không đạt được mong muốn của mình mà tôi lại đi đổ oan cho anh Tùng hả? Không có như vậy đâu. Nhưng mà chị không biết là anh Tùng được minh oan rồi hả? Chị nói sao? Anh Tùng, ảnh được minh oan rồi hả? Có người lấy cắp chiếc lắc rồi đổ oan cho anh Tùng. Còn tung tin á là ông cháu tôi nghi ngờ anh Tùng. Nhưng mà sự thiệt là không phải như vậy. Tôi cũng muốn nói thiệt với chị là anh Tùng, anh đã thẳng thắn từ chối tình cảm của tôi rồi. Bây giờ giữa tôi với anh Tùng chỉ là bạn bè, chị không cần rời xa ảnh để bảo vệ ảnh nữa đâu. Tôi không cần tưởng như chị nghĩ đâu, tôi làm là vì bản thân của tôi, vì gia đình của tôi nên tôi mới quyết định như vậy. Có lần chị đã nói với tôi, nếu như mà hai đứa tôi xa nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai, không phải sao? Tôi lúc đó tôi chỉ tôi đã chọn con đường đi của mình rồi, cho nên là đối với anh Tùng bây giờ chỉ còn lại lòng quý mến. Anh Tùng là người tốt, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Khi mà biết tin chị không vô quan cho anh ấy lấy chiếc lắc, tôi thật sự rất mừng. Và tôi tin rồi đây, chính chị sẽ đem những điều tốt đẹp đến cho anh ấy. Chị đã đại, tôi mong chị với anh Tùng được hạnh phúc nha. Chị Lan.